Xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh review nhà bán chính chủ của Trường Sơn. Thì trong video ngày hôm nay, Trường Sơn xin giới thiệu với các anh chị một căn nhà mặt tiền ở quận Bình Tân. Chính là căn nhà này ha. Vị trí căn nhà này nằm ngay mặt tiền đường số 1A, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Nhà có diện tích bề ngang là 4m, chiều dài là 16m, kết cấu một trệt một lửng. Trên tầng lực chúng ta có 2 phòng ngủ nha. Nhà chúng ta có 2 phòng vệ sinh. Và cuối nhà chúng ta sẽ có một giếng trời nên không gian căn nhà rất là thoáng. Con đường trước nhà rộng 5m, xe hơi xe tải ra vào thoải mái, thuận tiện cho các anh chị vừa ở vừa kinh doanh buôn bán. Nhà này có hướng Tây Bắc. Về giấy tờ thì nhà có sổ hồng riêng hoàn công. Chúng ta sẽ mua bán công chứng sang tên. Giá bán là 4 tỷ 650, còn thương lượng trực tiếp chính chủ. Rồi, đây là những thông tin chính của căn nhà này. Tiếp theo, Trường Sơn mời các anh chị chúng ta cùng xem chi tiết căn nhà ha. Rồi, ok anh chị ha. Đây là căn nhà chúng ta này. Còn đây là con đường trước nhà ha, rộng 5m. Và ngay phía ngoài kia là đường số 4. Anh chị đi ra ngoài kia, quẹo tay trái là mình về đường Gò Xoài. Còn anh chị quẹo tay phải là mình về trường tiểu học Bình Long và qua quận Tân Phú nha. Đấy, xung quanh này nhà cao tầng không ha. Đó, tuyệt vời chưa. Rồi, chúng ta vào xem nhà anh chị. Thì trước nhà này chúng ta sẽ có một khoảng hiên nhé. Khoảng hiên cũng khá rộng này, chúng ta để xe máy hoặc là tận dụng để kinh doanh buôn bán ha. Đó, tuyệt vời chưa. Rồi, bên trong nhà đây, hiện trạng thì nhà mới đẹp, sẵn sàng bàn giao nhà cho các anh chị vào ở luôn. Tuyệt vời ha. Nhà chúng ta diện tích rất rộng nhé, ngang 4m, dài đến 16m. Một trệt một lửng anh chị. Thì trên tầng lửng chúng ta sẽ có 2 phòng ngủ nha. Phía cuối nhà này chúng ta có một cái giếng trời ha, cái không gian giếng trời. Đây là không gian bếp này, rộng rãi thoải mái nhé. Cuối nhà đây anh chị, đây ha, giếng trời này rất là mát, anh chị đến xem thực tế sẽ thích ngay. Bên đây là khu vực vệ sinh ha. Đấy, đây là máy bơm này. Đây ha, không gian rộng rãi này, vị trí quá đẹp ha, thuận tiện cho các anh chị vừa kinh doanh buôn bán. Rồi, tiếp theo chúng ta cùng lên lực nha. Thì trên tầng lực chúng ta sẽ có 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Rồi, mình coi phòng ngủ bên đây ha. Đây này, phòng ngủ này. Rộng rãi ha. Chúng ta có cửa sổ thông ra giếng trời này, nên căn phòng này cũng khá là thoáng. Phía trong phòng thì có phòng vệ sinh luôn. Tuyệt vời chưa. Ở đây cũng có cửa sổ thông ra cái hướng cầu thang này. Đây phía trước ha. Phía trước này chúng ta đang thiết kế mở ha. Thì đây có rèm này, mình kéo rèm lại mình làm một phòng ngủ mở ở đây. Hoặc là mình tận dụng làm chỗ tiếp khách hoặc là làm phòng khách ở đây ha, sinh hoạt chung. Cái này tùy vào nhu cầu của mọi người nhé. Phía dưới này, khoảng sân chúng ta để xe máy ha. Còn nếu anh chị có xe ô tô thì làm gara dưới này luôn. Ok ha. Rồi, ok anh chị nha. Như vậy thì chúng ta đã vừa xem xong căn nhà này. Thì anh chị nào quan tâm, có nhu cầu thì kết nối ngay với Trường Sơn để đi xem nhà thực tế và giao dịch trực tiếp với chủ nhà luôn ha. Anh chị hãy liên hệ với Trường Sơn qua số điện thoại 0915 987 168. Rồi, cảm ơn các anh chị đã dành thời gian xem video này và hẹn gặp lại các anh chị trong các video tiếp theo. Xin chào.